Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Grand 10 phiên bản 1.2 MTB, số sàn bản thiếu của i10 các bạn ạ. Trong cái video ngày hôm nay, ngày 9 tháng 2 năm 2023, rất lâu rồi ngày hôm nay Top Car VN mới giới thiệu và cập nhật lại cho quý anh chị các bạn về i10 MTB này. Một cái phiên bản mà trong cái khoảng thời gian 3-4 tháng đổ lại đây gần như là không có xe. Anh chị khách hàng nào chúng ta tìm hiểu thì chúng ta biết. Tuy nhiên tại thời điểm này, tại đại lý của mình đang có i10 MTB giao ngay cho các bạn. Với mức giá niêm yết của nó là 360 triệu đồng thì tại thời điểm này đại lý đang giảm giá cho chiếc xe này khoảng tầm 30 triệu. Ngoài ra sẽ còn những cái chương trình về quà tặng phụ kiện nữa. Và nếu như lăn bánh của i10 MTB này sẽ là 372 triệu là ở tỉnh. Ở Hà Nội lăn bánh sẽ là 399 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 392 triệu đồng các bạn ạ. Với mức giá chỉ là 330 triệu thì lăn bánh ở tỉnh là 372, ở Hà Nội là 399 và thành phố Hồ Chí Minh là 392 triệu đồng với i10 1.2 MTB, một cái phiên bản mà được định hình phục vụ cho những anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, đi số sàn, tiết kiệm nhiên liệu, tầm tiền thì rất là rẻ các bạn ạ. Chiếc xe này nếu như mà mua trả góp, với khách hàng trả góp thì ở tỉnh số tiền chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu rơi vào 105 triệu là đã có thể mang xe về nhà rồi. Hà Nội sẽ là 132 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 125 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 105, Hà Nội là 132 và thành phố Hồ Chí Minh là 125 triệu đồng với i10 MTB các bạn nhé. Đó là cái mức giá cũng như là cái chương trình khuyến mại giảm giá quà tặng tại thời điểm này mà mình cập nhật cho các bạn, và quan trọng nữa là đang có xe giao ngay và luôn. Thế còn sau đây thì Top Car VN cũng xin phép là giới thiệu lại những cái đặc điểm về thông số kỹ thuật, về ngoại thất, nội thất, option trang bị, tính năng an toàn và tiện ích của chiếc xe này dành cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu về chiếc xe này, xem nó được trang bị như vậy có phù hợp với cái tầm tiền mà chúng ta đang định bỏ ra hay không. Đầu tiên mình xin phép giới thiệu về ngoại thất thì chính là cái phần mặt ca lăng của chiếc xe i10 bản hatchback bản bay này. Ca lăng thì vẫn kiểu dạng tương tự như các phiên bản khác, nhưng mà nó sẽ là sơn nhựa đen cho cái phần ca lăng này, những cái thanh nan ngang màu đen các bạn nhé. Hình vẫn là hình lục giác. Và đương nhiên bên trên này vẫn sẽ là logo trung tâm của Hyundai được ốp mạ chrome sáng bóng. Tiếp theo nữa là giới thiệu đến các bạn là về phần công nghệ đèn trang bị cho bản bay này. Chúng ta vẫn là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng, giúp các bạn đi trong những cung đường trời mưa phá sương rất là tốt. Ngoài ra nữa, chúng ta ở đây chúng ta được tích hợp về đèn xi nhan. Bên dưới này sẽ thường thường là đèn sương mù, nhưng mà bản bay này thì đã bị cắt bỏ đi cái đèn sương mù. Các bạn hoàn toàn có thể độ thêm nếu chúng ta có nhu cầu mà chúng ta thường đi xuyên, đi trong những cung đường trời sương mù hay là trời mưa thì hoàn toàn chúng ta có thể độ thêm cái đèn sương mù bên dưới thì rất là ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ đi về cái phần la răng. La răng của chiếc xe i10 bản bay này thì hiện tại đang sử dụng là la răng 14 inch đấy, màu là màu bạc. Và bên trong của chúng ta sẽ là vành thép các bạn nhé. Vành là vành thép, la răng 14 inch đấy. Bản bay này thì hoàn toàn anh chị chúng ta có thể là sơn màu đen, nhưng mà mình nghĩ cũng không cần thiết, như này cũng rất là ổn rồi. Phần đây là cái đèn xi nhan. Đèn xi nhan sẽ là tích hợp trên phần sườn xe các bạn nhé. Xi nhan tích hợp trên sườn xe. Và cái phần gương chiếu hậu này là được ốp nhựa và sơn là sơn màu đen. Với những chiếc xe mà màu trắng thì hoàn toàn các bạn có thể thấy rằng nó đối lập với cái màu đen của cái phần gương chiếu hậu này, tạo ra cảm giác cũng tương đối là thể thao. Đấy. Phần tay nắm cửa thì cũng là nhựa sơn đen. Đấy. Hoàn toàn anh chị chúng ta nếu có nhu cầu nhé thì chúng ta có thể là ốp mạ chrome được. Nhưng mà mình nghĩ với màu sơn đen theo cái dạng sần này thì cũng không nhất thiết cần. Nó cũng không nộ bẩn những cái sơn đen bóng đâu. Dạng sần này cũng rất là ok. Bánh sau của chúng ta cũng là phanh, cũng sử dụng là vành thép các bạn nhé. Vành là vành thép cho cả bánh trước và bánh sau của bản bay. Đây là bản bay mà. Phần đuôi sau này thì chúng ta vẫn kiểu dáng thiết kế tương tự như các phiên bản khác thôi. Chúng ta vẫn được đèn hậu dạng halogen này. Ngoài ra nữa thì chúng ta có logo trung tâm này, có chữ Grand 10 này. Đấy, cơ bản chúng ta sẽ không được trang bị về cam lùi đâu. Vì chút nữa vào khoang nội thất thì chúng ta có thể thấy là sẽ không được trang bị về màn hình hiển thị trung tâm, màn hình giải trí ấy. Phần cốp này cũng nhiều người quan tâm này. Cốp của i10 cũng tương đối là rộng rãi, thoải mái. Đâu đó nếu chúng ta khéo léo cũng để được 5 đến 7 cái vali hoàn toàn một cách rất là dễ dàng. Chúng ta vẫn có một cái khay chiêng ăn ở đây để đồ làm sao mà hợp lý nhất cho các bạn. Không gian của i10 sẽ là một điểm rất là đáng quan tâm.
Tiếp theo giới thiệu đến quý vị các bạn về dung tích tiêu hao nhiên liệu. Rất nhiều người quan tâm đến cái này. Với những khách hàng mà kinh doanh thì cung đường kết hợp sẽ là 5,4 lít, trong đô thị là 6,8 lít, và ngoài đô thị là 4,6 lít, cho dung tích động cơ là 1.2 hộp số sàn 5 cấp đấy, phanh trên. Ngoài ra chúng ta được trang bị là anten, là anten dạng dâu các bạn nhé, anten dâu. Tiếp theo vào không gian nội thất thì nhiều người sẽ quan tâm xem là chiếc xe này được trang bị những cái gì. Thì đầu tiên mình xin phép là giới thiệu lần lượt từ cái phần vị trí táp ly cửa, vị trí người lái trước. Chúng ta nhìn thấy ngay cái vân đúng không ạ? Ngoài ra nữa thì cái phần mở cửa này của chúng ta được sơn đen nhé. Với phiên bản AT số tự động bản cao cấp nhất, chúng ta sẽ được ốp mạ chrome. Kính của chúng ta vẫn là lên xuống kính các bạn nhé. Lên xuống kính là bằng điện. Có đóng mở cửa, khóa cửa đấy. Khi mà chúng ta đi ấy, có điều chỉnh mặt gương nhé. Điều chỉnh mặt gương chiếu hậu ấy là chúng ta cũng là điều chỉnh điện luôn, quý vị các bạn ạ. Vào không gian nội thất bên trong thì chúng ta có thể để ý ngay này. Đó chính là bị thiếu cái màn hình giải trí ở trung tâm kia, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể độ thêm, có thể lắp thêm cái màn hình giải trí nếu như có nhu cầu. Đấy, thế còn về cái phần ghế, ghế xe là ghế da pha nỉ, chủ yếu là nỉ, là chủ yếu da nó chỉ ở phần viền ngoài thôi các bạn ạ. Đây là ghế, là ghế điều chỉnh cơ đương nhiên rồi, phiên bản này cơ mà. Ghế da pha nỉ có đường vân chỉ đỏ các bạn nhé. Bên ngoài này là da này, bên trong này nó toàn bộ là nỉ. Nếu chúng ta muốn bọc tất cả lại thành ghế da thì cũng được thôi. Nếu các bạn thường xuyên chạy công việc thì hãy cũng có thể bọc lại. Chúng ta sẽ được trang bị túi khí ở vị trí người lái, logo Hyundai. Phần đây là chúng ta có cửa gió điều hòa theo cái dạng tuabin, và cũng vẫn có cái vân nhìn rất là đẹp, vân đỏ ấy, nhìn rất là thể thao. Vào khu vực trung tâm này thì các bạn có thể thấy ngay chúng ta bị thiếu một cái màn hình giải trí. Các bạn có thể hoàn toàn độ thêm, mình có nói rồi. Ở đây chúng ta được trang bị về hai cửa gió điều hòa và cái nút bấm cảnh báo ở đây. Điều hòa sẽ là điều hòa chỉnh cơ các bạn nhé. Điều hòa chỉnh cơ, chúng ta có những cái nút tinh chỉnh về công tắc AC này, lấy gió trong, lấy gió ngoài. Bên dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc cho điện thoại, cổng USB ấy, cổng sạc nhanh. Ngoài ra ở đây chúng ta sẽ có một cái cần số, hộp số sẽ là hộp số sàn 5 cấp cho chiếc xe này, dung tích là 1.2, được bọc da cũng rất là chỉn chu của bên Hyundai bọc cho chiếc xe này. Phanh tay sẽ là phanh tay cơ các bạn nhé. Đương nhiên rồi, phiên bản này là phiên bản bay này, cho nên là tất cả mọi thứ nó sẽ cực kỳ là tối giản. Các bạn thực ra các bạn chạy công việc thì hoàn toàn nếu chúng ta có nhu cầu thôi thì chúng ta có thể là độ thêm cái màn hình giải trí, cái cam nùi mình thấy là đủ rồi. Cái ghế thì tùy từng người, ghế có thể nên ghế da tùy từng người. Không gian nội thất bên trong ở mức cơ bản, nếu chúng ta độ thêm thì chúng ta sẽ có nhiều tính năng hơn đúng không ạ? Đó là ở hàng ghế phía trước. Thế còn sang cái hàng ghế thứ sau này, ví dụ như là những khách hàng mà chúng ta chạy công việc dịch vụ, thì những người ở ngồi ở hàng ghế thứ sau của chiếc xe Hyundai của i10 này sẽ cực kỳ là thoải mái các bạn nhé. i10 không gian hàng ghế thứ hai rất là rộng, ngồi tựa lưng rất là thoải mái, độ nghiêng rất là phù hợp. Không gian bên hàng ghế thứ hai thì chúng ta được trang bị cái gì? Chúng ta được trang bị về cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai nhé. Có được trang bị về cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Ngoài ra chúng ta có một cái cổng sạc nhanh cho những khách hàng mà chúng ta ngồi ở vị trí đằng sau này sạc điện thoại đấy, sẽ rất là ok, thoải mái. Trên đó là cái phần cập nhật về giá cũng như là những cái đặc điểm về cơ bản, ngoại thất, nội thất, option, tính năng an toàn và tiện ích của i10 1.2 MTB, chiếc xe mà hiện tại đại lý đang có sẵn giao ngay. Nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử thì các bạn hãy liên hệ theo số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi cho hotline ở miền Bắc, ở miền Nam thì nhờ các bạn hãy gọi cho hotline ở miền Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào ạ.